What's up chào em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, từ từ đường phố đấy mọi người nha. Xin chào anh em của game hải tạo đại chiến mình nghe từ từ đường phố đấy bạn. Ok, quay trở lại video ngày hôm nay, chúc vào đầu video cho anh em xem video vẻ đầu video, anh em xin một like và một đăng ký kênh ủng hộ cho lầu phát triển nha mọi người rất nhiều. Bây giờ không không phút à một phút anh em đánh một phút bắt đầu event sự kiện mới anh em, đại tiệc Big Mom, để cùng nhau đi săn cốt quà đại tiệc Big Mom. Bạn xem tuần này chúng ta có gì ngon nào. Ok ok à, chưa cập nhật sự kiện mới à, hay là vực thẳm nó à, quên vực thẳm thì diễn ra tận 6-7 ngày, còn 7 ngày nữa anh em tính năng vượt ngục à, đúng như tôi nghĩ anh em. Chúng ta sẽ xem quà nào. Ôi nhìn quà không muốn chơi được bạn. Tiệc kẹo Big Mom lời anh em kiếm được 50 thùng bia bao nhiêu, 350 xu vòng quay anh em. Quả đưa top này. Ok, đăng nhập 1B. Ok, chúng ta có nhiệm vụ triệu tập hải tặc à. Hôm qua tôi đã đi triệu tập sớm hơn rồi. Hôm qua đúng là dại rồi các bạn. Thế ra hôm qua là phải để dành hôm nay triệu tập này. Hôm qua đã cứ thẳng tay quá cơ. Đấy, cứ tiện tay cho lắm vào các bạn. Đó, hôm qua triệu tập hết lên rồi. Hôm nay bây giờ để làm nhiệm vụ thì không để các bạn. Quên mất có tiệc kẹo Big Mom mà không nhớ ra các bạn. Tiệc kẹo Big Mom là phải để lại cái này các bạn. Tiếc thật sự luôn anh em, thôi giờ cố gắng quá, tí nữa kiểu gì cũng đủ mà. Nói chung thì trước sau thì cũng đủ thôi anh em, nhưng mà đủ ngay thì vẫn hơn. Bắt đầu đi hốt quà thôi anh em nhá, kiếm nhẹ 50 thùng bia với cả 350 xu vòng quay trước anh em. Tí còn được 150 xu quà vòng quay ở bên này nữa, ui, được 200 thùng bia à, ơ, ngon. Tính ra loanh quanh cái sự kiện này lại êm đi, đùa đâu các bạn. Này ngon lành cành đào đùa đâu các bạn. Hịn hò. Có nhiệm vụ triệu tập hải tặc nữa thì phải anh em, theo tôi nhớ nhà có nhiệm vụ triệu tập hải tặc nữa đúng không? Nếu tôi nhớ không nhầm thì có anh em, có triệu tập hải tặc nữa. Ok, xem nào, có hai kinh này, cho hai kinh lên đi. Odin được 2 cháu, cho 2 cháu Odin lên các bạn. Nên tìm 2 Odin nữa luôn, làm hết luôn các bạn đấy. 2 cháu là đủ đúng không? Nếu còn thiếu dòng nào, chính xác mình phải triệu hồi, biển bị như chưa? Bền bỉ này, chính xác này. Đó, cho lên hết anh em, còn thiếu cháu nào không? Ổn chưa? Ok các bạn, nói chất sự kiện nào. Này, đi một vòng là ăn hết cái sự kiện ngoài luôn anh em. Chứ một đặc biệt nào, 150. Ô, oh, được quyền AL1 là ngon rồi anh em. Bởi vì bây giờ lên con Mammut. Ủa? Ok, tôi vào sớm quá sao nó chưa cập nhật luôn các bạn. Oleko Mamushi bảo nay cầm vào quyển AL1 mà xong thấy ra. À từ 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 các bạn. Ờ anh em có khi nó nằm ở trên các bạn, đùa đùa từ từ. Nhà phát hành thì bữa nay hay cho lắm. Cũng chưa thấy các bạn, chẳng thế nào. Thôi tích là vừa anh em, là cũng được. Có đánh boss này. Nhiệm vụ chiến trường 4 vòng. Mỗi vòng được bao nhiêu đánh boss anh em, tích thế nào. 25, 30, 35, 40, 45, 45 anh em. Cũng ngon, 200, được 200 này anh em. Tập hai tập xong này. Wow, đổi linh chi 10 sao các bạn, đúng như tôi nghĩ anh em. Tuần này chúng ta đổi linh chi 10 sao, shop cỏ 4 lá, nơi anh em sẽ kiếm được 150 thùng bia, ngon lành được luôn các bạn. Ngoài ra thì đổi được rất nhiều vật phẩm khác như cốc bia vàng anh em. Cốc bia vàng đây đổi như được 300 cốc các bạn nhé, các bạn đổi được 20 lần. Ok lên nè. Đúng không? Tôi nhớ là đây là đổi được 20 lần anh em. 20 lần hết 10k đây anh em. Cũng được các bạn. Đây, 300 cốc bia vàng các bạn. Đấy là lên đổi. Tôi sẽ chơi được anh em. Ui ơi, ui. Chứ mấy sự kiện giờ mà không có à. Thấy chưa? Đang nhìn. Rồi, đang còn luôn à. Ờ, trước tiên thì chúng ta đổi đến chỉ 10 sao đây anh em. Xong sau đó thì tôi sẽ quay vào để bắt đầu đi nhận nhiệm vụ này nữa anh em. Nói chung hốt bằng hết luôn. Làm một lượt thôi anh em nhé. Một vòng thôi để gom hết quà ngày hôm nay luôn các bạn. Đấy. Đúng video săn quà hốt cốt. Nhưng mà cốt thì không có anh em ạ. À cốt còn các bạn, bên kênh hiện tại đang có một cái mini game tặng thẻ cào Wushu à. Ờ tối hôm qua tôi vừa khởi động rồi đấy. Hắn có một event tặng thẻ cào Wushu đấy, nhưng mà chưa tham gia thì tranh thủ tham gia nhé. Đó. Rồi ok các bạn, giờ thì tranh thủ đi đổi đến linh chi 10 sao nào. Xong vào làm nốt tiệc kẹo Big Mom anh em. Mình đã đủ 100 cháu chưa? Chúng ta cứ tính sau anh em, cứ bình tĩnh các bạn. Tới nào, đấy, trong trưa này bao tét boss kiếm 50 trái kim cương các bạn. Rực rỡ. Lại đẩy một đống kim cương anh em, lại để sự kiện sau đẩy bữa cơm Sanji lần nữa ăn anh em.
Đợt này không tiêu lãng phí nữa các bạn. Chú mong sao này mở dương kim cương nó hên tí các bạn. Thề từ ngày chơi game giờ chưa bao giờ cái hạc chính của tôi mà nó có tí nhân phẩm nào các bạn. Anh em thì đánh bót ra 100k cỏ, 100k thuốc hoán đổi, 100k các kiểu đống ra. Mở dương thì 10k, 20k các kiểu. Đây từ ngày ra cái sự kiện dương kim cương này tôi mở được đúng đỉnh nhất 20k một lần. Mà lại phụ các bạn, không phải hạc chính. Thế mới bảo đời nó khoai các bạn. Đời mình nó cứ khoai sắn thế, biết bao giờ nó phát được triển hơn được anh em. Ok, hôm nay thêm được mấy form? Được 6 form, linh chi 10 sao nữa. Qua trong túi rồi 9 cháu 15 form. Cũng được. Thế là cũng ngon rồi anh em, 15 form là đủ đẩy được một cháu lên ghê 2 đấy. Đi xem không có đẩy, xem đẩy thêm cháu lên ghê 2. Mặc dù tôi đủ đẹp đủ đồ để đẩy một cháu lên ghê 4 nữa rồi, nhưng mà đợt này hơi lười các bạn, đẩy ghê 2 được rồi. Ok. Đây có sự kiện đồ linh chi 10 sao này cũng ngon các bạn. Ok, tới nào. Ok em ơi, thì mình tới luôn các bạn nào. Đâu rồi. Mày nhiều tướng điểm gì anh em, nhiều tướng này kéo cho mỏi tay chứ làm gì đâu các bạn. Nhiều tướng này kéo cho mỏi tay chứ được cái gì đâu các bạn. Đâu về cái vực thẳm ấy, thấy nhiều anh em bảo là thế, mấy hôm tôi kêu nhiều anh em bảo là cứ đánh dần đi, kiểu gì rồi nó cũng được thôi bạn, bạn chịu khó đánh dần rồi cũng pull hết nhiệm vụ thôi mà. Cứ ngủ mỗi ngày một tí anh em có ra lại là kiểu gì rồi cũng pull anh em, cố gắng. Đâu rồi. Nói chung là sự kiện tuần này lại có động lực để đập 600 thùng bia rồi anh em. Cố gắng kiếm đủ 600 thùng bia anh em, làm 4 quyển AL về. Biết đâu hên ra được ấy nữa anh em. Hai cháu lên có Mamushi nữa là thôi. Đợi tôi lên hương luôn anh em. E5 chính thức 8 mắt. Nhưng mà hiện tại không hiểu sao chứ cập nhật ta. Cái này đang lối lát. Tôi vào sớm. Vừa 10 giờ cái vào luôn anh em. Vừa làm về các bạn. Chờ mãi vừa làm về cái thấy 10 giờ cái nhảy vào làm luôn các bạn, cho nó nóng hổi, vừa thổi vừa xem các bạn. Tới nào. Đâu rồi. Ok các bạn, hên hôm nay vừa đẹp các bạn, vừa đủ. Tuần sau lại thuốc hoán đổi. Quên gì? Cái gì tướng nhỉ? Hồn tướng anh em, tuần sau lại hồn tướng các bạn. Lại phải thu hồi. Ôi giời, hắn may hắn đủ các bạn, vừa tròn đẹp. Ok các bạn, rồi, tiếp theo 30 nhiệm vụ đó anh em. 30 nhiệm vụ. Tiếp theo là 30 nhiệm vụ anh em. Nát à? Nát nối quá các bạn. Nối nát quá. Rồi ok các bạn, 30 nhiệm vụ 4 sao. Lại còn sâu nữa anh em, 30 nhiệm vụ 4 sao à. Xuống đáy, lại xuống tận đáy các bạn, nó xuống tận đáy. Đâu rồi. Đây anh em, quá rồi. Quá một lượt rồi anh em, quá trời luôn. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 chắc anh em. Thế cho nó chắc các bạn. Rồi. Xem nào, tiếp kẹo Big Mom. Hoàn tất hết rồi anh em. Xem nào, sự kiện sẽ còn cái gì chưa làm nữa anh em, chưa làm nốt luôn, chữa bộ thì từ từ anh em mấy cái này tính sau. Chữa bộ đặc biệt này. Bên nhân phẩm này có gọi tên không anh em? Hình như là cũng sương sương hết rồi đấy anh em, hết rồi. Nộm quà các bạn nha. Ok các bạn. Ok kìa. Nối à? Hay quà về thằng túi ra. Ô kìa, lại nối rồi.
Lại lỗi sự kiện rồi anh em. Chán thế nhờ. Vừa vào chơi còn chưa được gì hết anh em. Nói rồi, quả này lại lỗi sự kiện rồi anh em. Lại phải đợi mất mấy hôm mới quà mới về được các bạn. Đây, xong hết rồi nhưng mà không thấy quà các bạn. Ao ra vào lại con nào. Ok các bạn, tình hình thì vừa ao ra vào lại các bạn. Hiện tại thì vẫn không thấy quà cáp đâu cả. Xem nào, lấy con Mamushi đã cập nhật vẫn chưa anh em. Tình hình là khả năng lại lỗi sự kiện là các bạn. Mặc dù đã được chơi nhưng mà vẫn đang lỗi anh em. Ôi, khổ sở, cứ chơi sớm này cũng không tốt anh em. Ở đây bữa nay sự kiện ra thế anh em phải đợi tầm độ khoảng tiếng hơn tiếng các bạn ăn chơi anh em. Cứ chơi sớm đầu sự kiện này lại lỗi cho anh em, lại ăn quả lỗi sự kiện là mồm rồi. Ôi, clip kết thúc đây thôi anh em. Hẹn gặp mọi người ở clip tiếp theo, game nó ổn định hơn. Giờ thì bye bye mọi người.